Rồi kè thứ hai nha anh em, này chưa thấp nha, đứng đầu gió đó anh em ơi. Trời ơi, đâu dữ vậy? Có hai ba con dữ hả? Chim chèn chim sẻ thôi rồi lá lẹ chụp học rồi chạy cầu lại cái anh em ơi. Lập của mình thì là lập tự động anh em, dài rất là lẹ ha. Chuyện chính là nè.
xẹt. Mấy con này lần nữa lên đuôi đen hết, ở đầu đen hết nha anh em. Con chuyền này rồi phải nha, đi vợt mà nó có bắt nha anh em, thả chứ. Rồi đó mình lấy con kia mình chợt anh em ơi, lấy con thứ hai ra mình chợt coi, em này thì mình chụp lại ha.